Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Mỹ Tho vừa tổ chức giải PIZA thành phố Mỹ Tho mở rộng năm 2022 nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Giải quy tụ 28 cơ thủ là các phóng viên, nhà báo của các cơ quan báo đài địa phương và trung ương thường trú tại ba tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre tham gia. Kết quả, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và một giải khuyến khích cho các cặp đôi giành chiến thắng. Giải đấu là hoạt động thường niên nhằm tạo sân chơi cho các phóng viên, nhà báo nhân kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm giữa các phóng viên, nhà báo của ba tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre.